Điều trị ung thư có thể có tác dụng phụ khác nhau, tùy vào loại thuốc và tùy theo từng bệnh nhân. Có thể có nhiều tác dụng phụ và video này chỉ chú trọng vào một số ví dụ. Lời khuyên đưa ra ở đây không thể thay thế khuyến cáo của cán bộ y tế. Một tác dụng phụ mà bạn có thể gặp phải là cảm thấy chán ăn. Bạn có thể cảm thấy ít thèm ăn hơn, thấy no nhanh hơn hoặc không thấy thích mùi vị của một số thức ăn nhất định. Đầu tiên là hãy nhớ uống đủ nước. Ngoài nước, bạn có thể thử các loại đồ uống giàu năng lượng như là sữa, đồ uống dành cho tập thể thao, sinh tố protein, nước hầm thịt hoặc là nước trái cây. Tuy nhiên, tránh uống nước bưởi bởi vì có thể làm thay đổi tác dụng của thuốc. Khi ăn uống, bạn có thể bị thay đổi khẩu vị hoặc mất vị giác hoàn toàn khiến bạn không muốn ăn nữa. Thức ăn tốt nhất giúp bạn ngon miệng trở lại là thức ăn chưa chế biến như là rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt và các loại đậu, cũng như là các loại thức ăn giàu chất béo như là kem, bơ hoặc là sốt mayonnaise. Bạn có thể thử các món ăn vặt như là phô mát, quả ô liu, cá nhiều mỡ, cháo, sữa chua hoặc là kem. Khi chuẩn bị thức ăn hàng ngày, bạn nên ăn từng bữa nhỏ và nhiều bữa trong ngày. Ăn thức ăn mà bạn thích và thử những loại thức ăn mới để khám phá thêm những loại bạn thích. Nếu có thể, hãy nhờ người khác nấu ăn cho bạn. Nên theo dõi cân nặng hàng ngày. Nếu bạn giảm 2 cân hoặc nhiều hơn trong vòng một tuần, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Một tác dụng phụ mà bạn có thể gặp phải là kích ứng da. Tình trạng này có thể không giảm bớt và khó kiểm soát, nhưng bạn có thể làm một vài việc giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Những vết chai, phồng rộp và phát ban có thể xuất hiện trên bàn tay và bàn chân của bạn. Kiểm tra các vị trí này trước khi điều trị là việc quan trọng để xác định những chỗ phát ban mới. Nếu bạn muốn loại bỏ những vết chai, cần thực hiện trước khi điều trị, chứ không nên làm trong quá trình điều trị. Mang tất và găng tay bằng vải cốt tông và tấm lót chân chống sốc có thể giúp bạn bảo vệ bàn tay và bàn chân của bạn khỏi bị tấy đỏ. Và cố gắng tránh đi dép sỏ ngón và giày cao gót nếu có thể. Nhiệt độ cao là yếu tố gây kích ứng, vì vậy tốt nhất là tránh tắm bằng nước quá nóng, tắm thường xuyên hoặc quá lâu. Khi tắm, sử dụng xà phòng hay là sữa tắm ít chất tẩy giúp làm dịu da. Ngược lại, những loại có chất tẩy mạnh hoặc chứa cồn có thể gây kích ứng da. Hãy thử dùng kem có chứa ure dành cho da khô hoặc kem chứa tinh dầu bạc hà dành cho da bị ngứa. Phải luôn bảo vệ da chống tia cực tím. Bạn hãy hỏi bác sĩ điều trị về các tác dụng phụ liên quan đến da và móng thường gặp trong các thuốc đang dùng và có thể làm gì thêm để dự phòng. Nếu bạn bị phát ban hoặc ngứa nặng hơn thì bạn cần đến khám bác sĩ da liễu và thông báo cho bác sĩ điều trị của bạn. Một tác dụng phụ mà bạn có thể gặp phải là mệt mỏi. Tình trạng này có thể không giảm bớt và khó kiểm soát, nhưng bạn có thể làm một vài việc giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Một giấc ngủ ngắn khi bạn đang mệt mỏi sẽ giúp bạn có nhiều năng lượng hơn. Tuy nhiên, nếu bạn ngủ quá lâu thì có thể làm tăng cảm giác mệt mỏi. Vì vậy, hãy cố gắng tránh điều đó nếu có thể. Thay vào đó, hãy cố gắng thư giãn bằng cách nghe nhạc êm dịu, đọc sách hoặc massage. Tập thể dục nhẹ nhàng 3-5 giờ mỗi tuần, chẳng hạn như là đi bộ, yoga hoặc bơi lội cũng có thể giúp bạn cải thiện mệt mỏi. Cố gắng giữ nếp sống bình thường bằng cách duy trì các hoạt động xã hội và dành thời gian với gia đình và bạn bè. Khi cảm thấy sung sức, hãy tận dụng tối đa thời gian đó để giải quyết các công việc ưu tiên và nếu cần, hãy nhờ người khác làm giúp một số việc như là dọn dẹp, nấu nướng hoặc mua thức ăn. Ăn những bữa nhỏ nhưng nhiều chất, chia nhiều lần trong ngày và uống nhiều nước cũng sẽ giúp duy trì năng lượng cho bạn. Nhưng nên tránh đồ uống có caffeine và cồn vào buổi tối trước khi đi ngủ. Hãy thường xuyên theo dõi tình trạng mệt mỏi của mình. Nếu bạn đã thực hiện những thói quen lành mạnh mà vẫn không thấy có cải thiện, hãy hỏi ý kiến bác sĩ của bạn. Không sử dụng thuốc ngủ khi chưa được bác sĩ khuyến cáo.